Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nhân Tuấn Trương. Con người hơn súc vật ở khả năng tiên liệu, lãnh đạo lại càng phải... Thưa quý vị, loài người chỉ hơn loài chó ở khả năng tiên liệu. Ngoài ra, mọi lĩnh vực khác, người thua xa chó. Chó thính mũi hơn, chạy nhanh hơn, thấy rõ trong bóng đêm hơn. Một thí dụ điển hình để so sánh khả năng tiên liệu giữa người và chó đó là trò chơi bắt banh. Một trái banh đá ra, chỉ nhìn đường đi của trái banh, con người có thể tiên liệu để thấy trước trái banh rớt sẽ ở đâu. Còn con chó sẽ chạy theo trái banh từ cái lúc trái banh mới được đá ra cho tới khi nó bắt được trái banh. Chúng ta để ý trẻ nhỏ mới biết đi chập chững, chúng cũng chạy theo bắt trái banh giống như con chó vậy. Sự tiên liệu đến với con người là nhờ vào kinh nghiệm và trí thông minh. Trên trang Facebook cá nhân này, nhiều lần tôi nhấn mạnh về câu ngạn ngữ của Pháp. Gouverner prévo, prévoir. Quản trị là tiên liệu. Người quản trị, người lãnh đạo phải là người biết tiên liệu. Lãnh đạo không có khả năng tiên liệu thường phản ứng theo tình huống. Nước tràn tới đâu thì nhảy tới đó. Ta có thể gọi đó là tư duy trồng cây gì nuôi con gì. Bây giờ, thời thượng hơn một chút, ta có tư duy sống chung với lũ. Cái tư duy này nó đã đóng đinh Việt Nam trong sự nghèo hèn và chậm tiến từ hơn 4 thập niên này. Trong trận dịch Covid-19, ta thấy rằng tư duy này vẫn còn tồn tại, không chỉ trong lãnh đạo cấp cao mà còn bằng bạc trong dân chúng. Yêu sách sống chung với Covid-19 chính là thí dụ điển hình. Nhiều người cứ viện vào con số 1% tử vong trên số người bị nhiễm COVID-19. Họ cũng đưa ra con số khổng lồ về người chết vì giao thông, vì ung thư, để rồi kết luận là con số 1% này là không bao nhiêu. Đây là con số chấp nhận được để đạt được miễn nhiễm cộng đồng. Vụ này tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Con số 1% chỉ đúng với điều kiện tình trạng y tế không bị quá tải. Giả sử Sài Gòn có 10 triệu dân, sống chung với Covid-19 có thể đưa đến 50% hoặc nhiều hơn người Sài Gòn bị nhiễm bệnh. Giả sử là 5 triệu người bị nhiễm bệnh. Nếu bệnh viện không quá tải, số người chết là 1%, tức là khoảng 50.000 người chết. Số giường bệnh của Sài Gòn là bao nhiêu? Số máy trợ thở là bao nhiêu? Nhân viên y tế có bao nhiêu người? Sống chung với lũ sẽ đưa Sài Gòn về cái thời dịch cúm Tây Ban Nha. Con số nạn nhân chính thức chết vì cúm Tây Ban Nha là khoảng 50 triệu người trên thế giới. Số tính lại vì tính thêm Trung Quốc là trên 100 triệu người. Điều may là virus cúm này bị tiêu diệt vào mùa hè. Sống chung với lũ không chỉ Sài Gòn mới bị dịch hoành hành, cả nước Việt Nam ở đâu cũng bị. Chỉ cần 3 giây tiếp xúc với người bệnh COVID-19 chủng Delta là đã bị lây nhiễm rồi. Hôm trước tôi có nói khá rõ về vụ này rồi. Các quốc gia do Thái, Anh Quốc chủ trương sống chung với COVID-19 là vì họ đã chủng ngừa một số khá đông, lên đến trên 80% dân chúng ở Do Thái. Thủ tướng Do Thái vừa mới ban hành chỉ thị cho phép chích thêm mũi thứ ba thuốc Pfizer hay Moderna. Tức là khi họ chủ trương sống chung với lũ thì họ đã trang bị cho dân chúng của họ mỗi người một cái phao. Sống chung với lũ ở Việt Nam thì Việt Nam sẽ là chiếc tàu Titanic thứ hai. Đó là chưa nói đến hệ quả về kinh tế. Mặt này Việt Nam cũng là một thứ Titanic về kinh tế. Việt Nam chắc chắn sẽ bị cộng đồng quốc tế cô lập. Chính phủ Việt Nam sẽ bị kết vào cái tội diệt chủng vì đã không cứu người. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, Việt Nam sẽ trở về thời đồ đá. Vụ này tôi cũng đã nói hôm trước. Hôm qua tôi đặt vấn đề, hiện nay không có mô hình nào chống Covid-19 để áp dụng cho Việt Nam. Trước kia, Việt Nam rập khuôn mô hình Vũ Hán và Hồ Bắc, đó là truy tìm và cô lập người bị nhiễm COVID-19. Trung Quốc và Việt Nam thành công vì chủng Alpha có chỉ số lây lan thấp và sức tàn phá không mạnh. Việc này nằm trong tầm kiểm soát của công an và khả năng y tế. Việt Nam bây giờ không thể áp dụng mô hình này nữa. Sài Gòn tan thương hôm nay là do chủ trương chống dịch như chống giặc của ông Phúc. Nói trắng ra là do lãnh đạo thiếu tầm nhìn. Vậy mô hình nào cho Việt Nam? vụ này tôi cũng có nói luôn rồi. Giải pháp ở đâu cũng vậy là vaccine và giãn cách xã hội. Việt Nam có thể áp dụng đơn thuần giãn cách xã hội, nhưng hệ quả là càng kéo dài, kinh tế càng kiệt quệ. Hôm trước tôi cũng có nói rằng các loại thuốc chủng ngừa như Pfizer, Moderna, AstraZeneca có thể trở thành một thứ vũ khí chiến lược mà quốc gia thụ đắc có thể sử dụng nó để thuyết phục đối tác đứng về phe mình. Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường theo Mỹ hay theo Tàu. Không phải khi khổng khi không mà Mỹ lại ưu ái cho Việt Nam 5 triệu liều Pfizer-Moderna cùng với 20 triệu đô để chống dịch, cho vô điều kiện. Không phải khi khổng khi không mà Mỹ dỡ bỏ lệnh kiểm soát đối với hàng hóa Việt Nam và cho hàng hóa Việt Nam xuất vô Mỹ không giới hạn. Điều này có khác gì Việt Nam được Mỹ đút ống trợ thở đâu nào cũng không phải khi không khi không mà ông bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin qua việt nam chơi rồi tuyên bố ủng hộ một việt nam hùng cường và độc lập ông lloyd austin ông là dân cầm súng vì vậy chữ hùng cường cần phải hiểu trong ý nghĩa này đó là mô hình chống dịch mà theo tôi là tối ưu cho việt nam trong lúc này thưa quý vị và để xem khả năng tiên liệu của cụ trùm nhà ta trong việc chống dịch nó như thế nào hay không có gì hơn là vẫn hô hào khẩu hiệu không hề biết mệt. Mặt khác, ngoài cái việc hô khẩu hiệu, cụ Trùm vẫn cứ miệt mài kiên định con đường xã hội chủ nghĩa hệt như Cuba và rồi cứ mãi kiên định nghèo đói vác cái rá đi xin gạo. Thì Bắc Hàn cũng kiên định hệt như cụ Trump và rồi cứ đùng đoàn trợn mắt với mấy cái nút bấm nguyên tử cho thế giới xanh mặt để mà chở gạo bánh tới cho. Cho bao nhiêu cũng không vừa, chỉ có mỗi cụ cậu là béo tốt nhất nước bên cạnh cái đám dân còi cọc đen đuổi. Và chúng ta hãy xem bác Nguyễn Thông viết gì nhặt nhạnh nóng sốt. Bác Nguyễn Thông viết rằng, cựu thần đồng thơ Trần Đăng Khoa, mà hồi bé lũ chúng tôi hay gọi y là Khoa Còi, từng có lúc thang thở, ngồi buồn, mở cúc, coi chim. Dù là Khoa, nhưng mà vẫn có lúc buồn chim là cái gì thì hầu như ai cũng biết nhưng sao lại mở cúc à cúc là chiếc khuy quần thời xưa khi miền nam đã dùng cái phạt mature kéo cái rẹt thì cái quần của đàn ông ở thiên đường vẫn phải đến ba hoặc là bốn cái cúc ở chỗ cửa sổ cho nó kín từ chuyên môn gọi là moi quần moi nó ra thường xuyên xảy ra tình trạng có những ông mót quá không kịp cởi cúc hoặc cởi mãi mà nó đất mở lại có những ông lơ đỉnh đi khắp nơi dạy học, họp hành, gặp người yêu chạy xe đạp ngoài đường. Nhưng cái cúc bị tuột cho nên nó cứ trống huyết, trống hoác, mát rượi rượi. Thôi, ôn nghèo kể khổ thế đủ rồi để khi khác. Giờ thì bắt trước bà chị mình, đại ca Nguyễn Học Hải, răng lạc, nhặt nhạnh chút đã. Cứ nghĩ các cụ, các ông, các bà nằm khỉnh ở nhà chống dịch, không có gì giải trí, buồn chết buồn hơn cả khoa coi. Kể từ đầu đợt dịch thứ tư tới bây giờ, thiên hạ An Nam ta chống giặc đã hơn nửa năm. Còn nếu tính từ khi có dịch vụ hán khốn kiếp thì đã hơn hai năm. Biết bao vất vả khổ sở đớn đau. Vậy mà hôm qua, cụ trùm mới ra cái chiếu kêu gọi toàn dân cả nước chống dịch, lại còn hăng hái bảo phải quyết thắng. Thưa cụ, chống mãi, mỏi lắm rồi, giờ cụ mới ban cái chiếu là khí muộn khá muộn đấy. Và lại chống mà không thắng thì chống làm gì? Nghe chuyện này, ông hàng xóm nhà tôi bảo người chuyên lý luận thì chỉ có tới cỡ ấy thôi. Hôm qua, báo đài mậu dịch công bố An Nam Ta tặng người bạn thức ngủ Cuba 12.000 tấn gạo. Thôi thì cái ơn sư nghĩa cũ cũng như món nợ phải trả, cũng tạm được đi. Tôi chỉ lăng tăng, kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội làm gì để rồi chịu kiên định nghèo đói bền vững, hạt gạo cũng không có bỏ vào mồm, quanh năm phải vác rá đi xin. Hmm. Về cái món nợ tình nghĩa phải hiện thực hóa bằng gạo này, á, tôi sẽ có bài viết sau. Hôm qua, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới thăm xứ ta. Ông chỉ kế hoạch B bằng việc viếng chỗ thiếu tá John McCain rơi và khách sạn Hilton, Hà Nội. <laughs> tình lóng của nhà tù hỏa lò, nơi giam giữ các phi công Mỹ đấy thưa quý vị. Hỏa lò đã bị phá lâu rồi, chỉ còn mỗi cái góc được bảo tồn làm di tích. Dù trên cổng thì vẫn giữ nguyên cái chữ là Maison Centrale, thì vẫn là di tích. Thăm là thăm cái di tích. Thế nhưng báo chí mậu dịch rất là nhố nhăn, rút cái tít nói là ông ấy tới thăm nhà tù hỏa lò. Làm báo mà cái chữ cũng không rành thì phải biết ngượng, nghĩ đi nhé. Con bé cháu ông ngoại khoe chen ngang chích ngừa vaccine xịn Pfizer, bị đè ra phạt 12 triệu rưỡi. Sự thật thế nào thì ai cũng tỏ rồi, nhà cai trị có muốn uống hiểu theo lối khác thì cũng vậy thôi. Cháu nó mất 12 củ, chẳng bằng các vị cố tình lèo lái cái kiểu này sẽ mất gần sạch lòng tin của dân. Rồi có nói gì làm gì thì cũng chả ai tin đâu. Sau khi xứ An Nam ta có chủ tịch, thủ tướng, mới mà cũ, cũ mà mới, chỉ thấy mấy thằng em dạy Triều Tiên, Lào, Cuba gửi điện chúc mừng mừng miết cái quái gì có lẽ các em thấy phận mình bé mọn nên đãi bôi vài câu cho nó đúng quy trình lại được tiền được gạo dạy gì mà không chúc hình như những nước khác họ cũng oải rồi cũng chán rồi chắc họ nghĩ mừng miết chi lắm rách việc ôi nghe bác thông viết mà thấu cái thấy nó nhục nhã làm sao thưa quý vị chương trình của ttv đến đây là hết xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv